Chào các bạn. Bài học hôm nay hướng dẫn các bạn một số phương pháp để tập luyện phát triển sức mạnh. Mục tiêu của bài học sau khi học xong là thứ nhất, các bạn phải nắm được một số cái nguyên tắc, phương pháp cơ bản để tập luyện phát triển sức mạnh. Mục tiêu thứ hai là các bạn biết vận dụng những kiến thức đã học để lựa chọn những phương pháp rèn luyện sức mạnh nào phù hợp với bản thân mình. Chúng ta đi vào nội dung của bài học. Trước tiên, để tập luyện phát triển sức mạnh thì các bạn phải hiểu được sức mạnh là gì và ý nghĩa của việc tập luyện phát triển sức mạnh. Khi hiểu được thì các bạn mới có thể áp dụng được những cái phương pháp, những cái bài tập một cách hiệu quả được. Vậy sức mạnh là gì? Sức mạnh là một trong những cái tố chất thể lực, đó là khả năng tạo ra lực cơ học bằng cái sự nỗ lực của cơ bắp. Hay nói cách khác, nó là năng lực khắc phục lực cản bên ngoài hoặc là chống lại nó bằng cái sự co rút của cơ bắp. Ví dụ như trong môn cử tạ hoặc là trong môn nhảy cao, thì khi mà chúng ta muốn nâng cái tạ thì chúng ta phải dùng một cái lực sức mạnh cơ bắp tối đa thì chúng ta mới nâng tạ được. Hoặc trong môn nhảy cao thì khi các bạn muốn nhảy được mức xà cao thì các bạn phải dùng một cái lực giảm nhảy tối đa thì các bạn mới có thể đạt được cái mức xà tốt nhất. Hoặc trong công việc hàng ngày như mang vác các cái vật nặng thì các bạn cũng phải dùng cái sức mạnh để chúng ta mang vác, chúng ta kéo đẩy. Như các bạn biết thì trong lao động cũng như trong hoạt động thể dục thể thao á, thì việc phát huy sức mạnh luôn gắn với tố chất nhanh và tố chất bền. Do vậy, căn cứ vào mối quan hệ giữa sức mạnh, sức nhanh và sức bền thì người ta chia sức mạnh ra làm 3 loại, gồm có sức mạnh tối đa, sức mạnh nhanh và sức mạnh bền. Sức mạnh tối đa là gì? Sức mạnh tối đa là sức mạnh lớn nhất có thể sinh ra khi co cơ tối đa. Ví dụ sức mạnh tối đa ở trong các môn cử tạ, các môn nhảy cao, ném lao, vân vân, rất là nhiều môn. Ví dụ để dễ hiểu, trong môn cử tạ thì sức mạnh tối đa của các bạn là nâng cái trọng lượng tạ 50 kg, thì các bạn phải sử dụng cái sức mạnh tối đa, co cơ tối đa thì các bạn mới có thể nâng được 50 kg tạ đó, thì đó gọi là sức mạnh tối đa của các bạn. Thứ hai là sức mạnh nhanh. Sức mạnh nhanh là gì? Sức mạnh nhanh là năng lực phát huy sức mạnh trong một khoảng thời gian ngắn nhất bằng sự co cơ nhanh. Sức mạnh nhanh trong môn võ, ví dụ như cái kỹ thuật ra đòn tay, đòn chân, hoặc là trong môn điền kinh, chạy cự ly ngắn. Thứ ba là sức mạnh bền. Sức mạnh bền là gì? Đó là năng lực duy trì sức mạnh trong khoảng thời gian hoạt động kéo dài. Ví dụ như trong môn đua xe đạp đường dài, hoặc là trong cái nội dung marathon của môn điền kinh, hoặc là đua thuyền, chèo thuyền thì cũng cần sức bền thì các bạn mới có thể hoạt động trong một cái thời gian dài được. Ý nghĩa của việc tập luyện sức mạnh, thứ nhất, khi tập luyện sức mạnh thì giúp cho chúng ta khắc phục một cái trọng lượng nhất định như trọng lượng tạ hoặc là trọng lượng của bản thân người tập. Ví dụ như các bạn tập luyện một cái động tác đất thì các bạn cần phải có sức mạnh để các bạn nâng cái trọng lượng cơ thể của mình lên. Thứ hai, khi tập luyện sức mạnh để giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp cho cơ bắp của bạn nở nang. Thì khi tập sức mạnh đó, thì sẽ giúp cho máu lưu thông nhiều hơn, cung cấp đến cơ, giúp cho cơ bắp chúng ta phát triển. Thứ ba, khi tập luyện sức mạnh cũng góp phần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống thần kinh cơ. Thì nó dựa vào cái sự nỗ lực ý chí thường xuyên tập luyện ở các cái bài tập ở cường độ cao sẽ giúp cho hệ thống thần kinh cơ phát triển. Thứ tư là cơ sở để nâng cao thành tích thể thao và nâng cao năng suất lao động. Khi các bạn có cái sức khỏe, có sức mạnh thì là tiền đề, là cơ sở để các bạn hoàn thành các việc học tập và lao động, và là cơ sở để các bạn nâng cao thành tích thể thao. Thứ năm là tập luyện sức mạnh giúp tiêu hao năng lượng mỡ thừa, tạo cho cơ thể có một cái vóc dáng khỏe đẹp. Thì đó là những cái ý nghĩa của việc tập luyện sức mạnh mà chúng ta nên thường xuyên tập luyện hàng ngày.
phương pháp phát triển sức mạnh. Thì để tập luyện sức mạnh có hiệu quả thì cần phải nắm vững các nguyên tắc tập luyện. Các bạn phải hiểu được bản chất và tác dụng của các loại bài tập khác nhau, và các bạn phải biết cách lựa chọn và sắp xếp cái lượng vận động phù hợp với trình độ thể lực của từng người. Và các nguyên tắc tập luyện sức mạnh thì gồm có 3 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, bài tập sức mạnh cần phải tạo ra kích thích lớn đối với cái hoạt động của cơ, tạo ra sự căng cơ tối đa. Thì cái nguyên tắc thứ nhất này sẽ có 3 cách tập luyện. Cách thứ nhất là các bạn sử dụng lực đối kháng tối đa với số lần lặp lại nhỏ nhất. Sử dụng lực đối kháng tối đa với số lần lặp lại nhỏ nhất là như thế nào? Ví dụ trong cái nội dung tập đẩy tạ thì trọng lượng tạ của các bạn tối đa là các bạn đẩy được là 50 kg, là hết sức, là mạnh nhất của các bạn. Thì các bạn chỉ đẩy được một lần duy nhất là sức mạnh tối đa trọng lượng 50 kg đó. Tức là tối đa là các bạn chỉ đẩy được một lần. Cách thứ hai là các bạn sử dụng lực đối kháng trung bình với số lần lặp lại tối đa. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là các bạn tối đa của các bạn là đẩy được 50 kg. Thì bây giờ sử dụng cái lực đối kháng trung bình là các bạn đẩy 25 kg. Nhưng cái số lần lặp lại là phải tối đa, tức là số lần lặp lại là phải nhiều nhất. Ví dụ nhiều nhất của bạn là đẩy được 20 lần thì đó là lực đối kháng trung bình và số lần lặp lại tối đa để cho tạo ra cái sự căng cơ tối đa cho cơ bắp của mình. Và cách tập thứ ba đó là sử dụng lực đối kháng trung bình hoặc là lớn với tốc độ tối đa, nghĩa là vẫn sử dụng cái lực đối kháng trung bình là đẩy ở cái mức trung bình 25 kg nhưng tốc độ tối đa thực hiện tốc độ nhanh. Thì ba cách đó, đó ở cái nguyên tắc thứ nhất có ba cách tập như vậy để giúp cho cơ tạo ra sự căng cơ tối đa. Nguyên tắc thứ hai là cần tập luyện để phát triển toàn diện sức mạnh của tất cả các nhóm cơ, tránh chỉ tập trung vào một nhóm cơ thì như vậy mới đảm bảo là phát huy được sức mạnh ở mức cao nhất. Các bạn nhìn ở hình thứ nhất thì vận động viên này tập luyện đều tất cả các nhóm cơ cho nên cơ phát triển rất là đều. Hình thứ hai thì một người chỉ tập trung vào một nhóm cơ tay thì cơ tay rất là to nhưng các cái nhóm cơ khác lại không có phát triển đều, không cân đối. Nguyên tắc thứ ba cần kết hợp tập luyện nâng cao sức mạnh với tập luyện để phát triển các cái tố chất thể lực khác, nhất là sức bền và sức nhanh. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là các bạn tập sức mạnh, ví dụ như các bạn tập tạ đi thì các bạn phải kết hợp với chạy tốc độ và chạy bền. Nếu như các bạn chỉ có tập tạ mà không kết hợp với sức nhanh sức bền đó thì các bạn chỉ có sức mạnh nhưng các bạn không nhanh và không có bền, về không có duy trì được cái sức mạnh của các bạn lâu được. Nên là khi các bạn tập sức mạnh thì phải nên kết hợp sức nhanh và sức bền thì các bạn mới có thể nhanh nhẹn và bền bỉ được. Các loại bài tập phát triển sức mạnh. Nói về các cái loại bài tập thì có rất là nhiều bài và rất là nhiều cách tập, nhưng cơ bản thì có hai nhóm bài tập chính. Nhóm thứ nhất là các cái bài tập để khắc phục trọng lượng bản thân, thì như bài tập nằm sấp co duỗi tay chống đẩy thì đó là bài hít đất. Tác dụng của cái bài này sẽ luyện sức mạnh của cơ tay, giúp nâng trọng lượng bản thân của chúng ta lên. Hoặc như bài tập hít xà đơn co duỗi tay, hoặc là bài chống xà kép co duỗi tay. Thì bài hít xà đơn là chúng ta hít trên một cái xà, chúng ta cố gắng làm sao chúng ta nâng cái trọng lượng bản thân của mình lên ngang với cái xà. Hoặc là chống xà kép co duỗi tay thì chúng ta chống hai tay trên hai cái xà song song thì cũng luyện cơ tay để chúng ta nâng trọng lượng bản thân của mình lên trên cái xà kép. Thì hai cái bài này thì cũng đều tác dụng là luyện sức mạnh của cơ tay vai của chúng ta. Còn bài tập bật bục thì
luyện sức mạnh cơ chân của các bạn, làm sao chúng ta luyện để nâng trọng lượng bản thân của mình lên, để tăng sức mạnh của cơ chân, hoặc là bài tập nhảy lò cò một chân thì tác dụng cũng phát triển cơ chân để nâng cái trọng lượng bản thân của mình lên. Thì trong cái nhóm bài tập để khắc phục trọng lượng bản thân á, thì có rất là nhiều bài, rất là nhiều cách tập. Thì ở đây các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên các cái kênh chia sẻ trên YouTube. Thì hiện nay trên YouTube cũng có rất là nhiều kênh chia sẻ và rất là nhiều bài tập rất là phong phú. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Nhóm bài tập thứ hai là nhóm bài tập khắc phục trọng lượng bên ngoài. Có rất là nhiều bài, nhưng trên đây là một số bài cơ bản như các bài tập với dụng cụ cầm tay như tạ tay, bóng đặt, bao cát. Nhóm bài tập với dây thun có tính đàn hồi như dây cao su. Nhóm bài tập với đòn tạ như nâng tạ, đẩy khi cử tạ. Nhóm bài tập với các cái dụng cụ chuyên dùng như máy tập đa năng. Thì có rất là nhiều bài tập khắc phục trọng lượng bên ngoài. Trên đây chỉ là một số bài thôi. Thì nếu như bạn nào mà quan tâm đến vấn đề rèn luyện sức mạnh thì các bạn có thể nghiên cứu ở nhiều nguồn khác nhau, nghiên cứu sâu vào từng bài tập, tác dụng của từng bài đến từng nhóm cơ, thì các bạn tập luyện sẽ hiệu quả hơn. Khi tập luyện sức mạnh thì các bạn cần phải lưu ý một số vấn đề sau. Thứ nhất là căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng người, như về trình độ thể lực, về giới tính, về dụng cụ tập luyện mà các bạn lựa chọn và sử dụng các bài tập sao cho phù hợp. Ví dụ như người nào trình độ thể lực yếu thì các bạn nên tập nhẹ nhàng, từ từ rồi tăng dần thể lực lên. Thứ hai, người mới tập thì các bạn nên sử dụng các cái bài tập khắc phục trọng lượng cơ thể trước, rồi sau đó mới tăng dần tập luyện với dụng cụ có trọng lượng nhẹ. Vấn đề lưu ý thứ ba là các cái vận động viên thường sử dụng các cái bài tập với đòn tạ và dụng cụ chuyên dùng với khối lượng và cường độ vận động lớn. Thì bởi vì vận động viên là đạt đến cái trình độ chuyên nghiệp rồi, cho nên các bạn đừng có thấy vận động viên tập mà mình tập theo, sẽ rất là nguy hiểm cho chính chúng ta. Bởi vì lượng vận động của vận động viên sẽ rất là lớn mà mình tập theo thì nó sẽ quá với cái sức chịu đựng của cơ thể của chúng ta, sẽ rất là nguy hiểm. Vì vậy khi tập luyện sức mạnh thì các bạn nên lưu ý một số vấn đề sau để đảm bảo an toàn trong cái quá trình tập luyện nhé. Phương pháp xác định lượng vận động trong tập luyện sức mạnh thì có nhiều phương pháp, nhưng cách xác định đơn giản và được áp dụng rộng rãi nhất thì đó là cách xác định được cái số lần lặp lại có thể thực hiện được trong một lượt tập. Trọng lượng tối đa là trọng lượng người tập chỉ thực hiện được một lần, nghĩa là trọng lượng tối đa khi của một người nào đó nâng cái đòn tạ có khối lượng là 50 kg là tối đa của người đó và chỉ nâng được một lần duy nhất, không nâng nổi lần thứ hai, thì đó là trọng lượng tối đa chỉ thực hiện được một lần. Còn là trọng lượng gần tối đa, 50 kg là tối đa, thì gần tối đa là khoảng 45 kg, thì người đó có thể nâng cái khối lượng 45 kg được 2 đến 3 lần. Còn là trọng lượng lớn thì khoảng 40 kg thì nâng cái khối lượng tạ đó lên được 4 đến 7 lần. Còn là trọng lượng tương đối lớn thì khoảng tầm 30 đến 35 kg thì nâng được 8 đến 12 lần. Còn trọng lượng trung bình ở đây thì 50 kg là tối đa, thì trung bình khoảng là 25 kg thì làm được khoảng từ 13 đến 18 lần. Còn trọng lượng nhỏ là dưới 25 kg thì tức là khoảng 20 kg thì làm được 19 đến 25 lần. Còn trọng lượng rất nhỏ là làm từ 25 lần trở lên, tức rất nhỏ là khoảng tầm 15 kg. Thì phải làm từ 25 lần trở lên. Thì đó là cách để chúng ta xác định được cái lượng vận động theo cái số lần lặp lại trong một lượt tập. Rất là đơn giản.
Những điều cần lưu ý để tập luyện sức mạnh có tác dụng á, thì thứ nhất, tập luyện với trọng lượng tối đa và gần tối đa là phương pháp tập luyện sức mạnh của các vận động viên chuyên nghiệp. Vì vậy những người nào mà mới tập luyện á thì không nên tập với cái trọng lượng tối đa và gần tối đa, sẽ rất là dễ gây ra chấn thương, rất là nguy hiểm. Cái lưu ý thứ hai á là tập luyện với trọng lượng lớn và trọng lượng tương đối lớn thì phù hợp với những người đã tập luyện sức mạnh một thời gian nhất định rồi. Lưu ý thứ ba là tập luyện với trọng lượng nhỏ và rất nhỏ. Cái phương pháp lưu ý này là tập lại lặp lại nhiều lần thì nó tiêu hao năng lượng, nhưng có tác dụng làm phì đại cơ và hạn chế chấn thương. Vì vậy cái phương pháp tập là với cái trọng lượng nhỏ hoặc rất nhỏ là phù hợp với những người mới tập luyện. Trong quá trình tập luyện sức mạnh á thì các bạn cần lưu ý đến cái vấn đề thời gian nghỉ giữa các lần tập á có ý nghĩa rất là quan trọng. Bởi vì cái thời gian nghỉ giữa các bài tập hợp lý thì sẽ giúp cho cơ thể chúng ta hồi phục, tạo điều kiện để chúng ta thực hiện những cái bài tập tiếp theo đạt hiệu quả cao. Thời gian nghỉ giữa các bài tập có trọng lượng tối đa hoặc là gần tối đa thì thông thường thời gian nghỉ khoảng tầm 3 đến 5 phút là phù hợp. Còn nếu như mà thời gian nghỉ giữa các bài tập có trọng lượng trung bình và nhỏ thì cái thời gian nghỉ giữa các bài tập đó sẽ ngắn hơn. Sau một thời gian tập luyện khoảng tầm 2-3 tháng á thì các bạn có thể tăng cái lượng vận động lên, bởi vì lúc này cơ bắp đã thích nghi với cái lượng vận động lớn, bằng cách là chúng ta có thể tăng cái trọng lượng tạ, hoặc là tăng cái lực đối kháng của bài tập, hoặc là tăng cái độ dày, hoặc là rút ngắn cái khoảng cách của dây thun đó. Hoặc là chúng ta tăng cái số lần lặp lại của bài tập, hoặc là rút ngắn thời gian nghỉ, thì có nhiều cách để chúng ta nâng cao cái lượng vận động để phát triển sức mạnh sau một thời gian tập luyện. Thầy vừa hướng dẫn một số phương pháp tập luyện sức mạnh qua bài học thì hy vọng các em có thể nắm được một số cái nguyên tắc cơ bản và phương pháp tập luyện sức mạnh để áp dụng cho bản thân mình. Chúc các em tập luyện thành công nhé.